Hôm nay là ngày thứ tư của các bé cáo tuyết đây. Ôi, nghịch ngợm. Hôm nay mình thả chúng bé ra chúng bé chơi với nhau nhá. Đây. Con tuyết gì đấy mà con này. Thằng xe đuôi kìa. Gì ừ, rồi. Em đã nằm im rồi. Cà chị em à. Cái này, này, đến em còn làm chuyện. Nhắn nhít. Nhắn nhít. Lấy lại cho bạn. Cụ tay rồi. Rồi à, rồi, em này ngoan thế. Em này nặng. Nhiều quá này. Thì cả chị em này ngoan hiền thế nhỉ. Vừa. Xinh nhỉ. Đây. Xinh đấy là xinh. Ôi, xinh đấy. Cho mọi người xem một chút nào. Cái này xinh quá. Ôi. Đấy, mới có mấy ngày thôi mà. Các bé đã xinh rất là nhiều sau những ngày đầu tiên rồi nhá. Rất xinh ạ. Cho xem mặt bên này xem nào. Đây, bé này thì người chẳng hết là chỉ có cái tai xám thôi. Ừ, bé này là trắng tinh cả người, tai xám, rồi mặt này láo thằng kia đấy mà. Mặt này, láo hơn. Mặt thằng này láo thật đấy. Lấy cái đấy em. Toàn bị cá kia đây này. Giống như chó thôi, đây là cái này. À, cái vừa, cái đầu gấu đầu mèo thế. Mặt thì láo. Như đầu gấu. Đấy, em này nó to lắm, nên vườn đấy thì gà thiện các bạn, đủ để các bạn chê. Đây, chơi được. Đấy, vườn đấy nó gà vờ đấy, chân nó bị gì đấy. Gà vờ đấy. Đấy, thấy không? Vườn đấy bị con kia nó gà thiện. Gà vờ, đi đi chơi đi. Ờ, em kêu rồi. Đấy. Đấy. Đấy, lại đi gà thiện nó. Ừ, ừ, ừ. Nào nào nào, không cạn chân, không cạn chân nhé. Nghịch ngợm rồi. Đâu hả? Không, thả bốn con bây giờ đúng thì... Thả xong bốn con đồ nhau thế nào. Đấy, đi, đợi. Nào, con này ra được nhưng mà nó cứ têm ấm lên. Đấy, cho đi, cho đi. Ừ, rồi, hỗn chiến. Cạn chiến, hỗn chiến. Em này. Ừ, nó đoạn nhà đấy. Nên là mà giận thả bọn ta thì rất là vui. Mà chưa cắn nhau đúng không? Ăn vạ đúng không? Đúng như bọn con nhỉ, cắn nhau nhỉ? Cắn xong đùa đùa nhau, mình cười vãi. Thôi đi vào nhá. Rồi.